X51 Story mến chào quý thính giả. Vào những năm cuối thời nhà Tần, cục diện hỗn loạn, quần hùng khắp nơi tranh giành thiên hạ. Đúng lúc ấy Hàn Tín bước lên vũ đài, chỉ trong vòng 5 năm đã bình định Sơn Hà, một lần nữa thống nhất Trung Nguyên. Nhà Hán có thể làm chủ Giang Sơn, công lao đều thuộc về Hàn Tín. Hàn Tín đã trở thành huyền thoại, bách chiến bách thắng, ngay cả bá vương Hạng Vũ từng được đánh giá là thiên cổ không có người thứ hai, cũng đành ngậm ngùi trở thành bại tướng dưới tay Hàn Tín. Là bậc đại căn khí vạn năm khó gặp, Hàn Tín ôm hoài bão bá vương, sẵn sàng nhẫn nhục, không nổi giận một cách vô cớ, và là một minh chứng hoàn hảo về người có tâm đại nhẫn. Hàn Tín được hậu thế ca ngợi là quốc sĩ vô song, binh tiên chiến thần. Khả năng bày binh bố trận của ông đã đạt tới thanh giới tiên cảnh, tựa như thiên mã lướt gió tung mây, một mạch từ trên trời hạ xuống, động tác tuy nhẹ nhàng nhưng lại có sức nặng vạn cân. Cách dụng binh thần kỳ của Hàn Tín trong lịch sử không có người thứ hai. Tài năng phi phàm của ông khiến hậu thế ca ngợi không ngớt. Mỗi cuộc chiến do ông chỉ huy đều là bản thiên anh hùng ca hào tráng, mưu lược và nghệ thuật quân sự của ông xuất thần nhập hóa, lưu danh ngàn đời. Hàn Tín là người Hoài Âm, Giang Tô, sinh ra trong lúc gia đình lâm vào cảnh khốn cùng. Sử sách không ghi chép tường tận về gia thế của ông, chỉ biết rằng thuở nhỏ ông và mẹ trải qua những tháng ngày cơ cực, phải nương tựa vào nhau mà sống. Bởi trong nhà cất giữ binh thư và bảo kiếm, cho nên từ nhỏ Hàn Tín đã có cơ hội tiếp xúc với rất nhiều sách binh pháp. Cuốn Giám lược Tần Ký do Minh Lý Đình Cơ biên soạn viết, Hàn Tín chính là hậu duệ của nước Hàn, có thể nói tổ tiên của ông cũng từng là tầng lớp quý tộc. Sau khi mẹ qua đời, cuộc sống càng thêm gian nan, Hàn Tín thường không có cơm ăn. Bởi nghèo khó túng thiếu, ông bị người khác khinh miệt và nhục mạ, cũng có khi phải nhận sự bố thí của người ngoài. Trong lịch sử có rất nhiều điển cố liên quan đến thuở Hàn Vi của Hàn Tín, như Xương Đình chi khách, làm khách nhà Xương Đình, thần suy nhục thực, thổi cơm sáng ăn ngay trên giường, khố hạ chi nhục, chịu nhục chui háng, nhất vạn thiên kim, bát cơm ngàn vàng, năng khuất năng thân, biết có biết duỗi. Chuyện kể rằng, đình trưởng đình Nam Xương biết Hàn Tín không phải kẻ tầm thường, dù hiện tại nghèo khó nhưng mai sau nhất định sẽ là bậc xuất chúng. Bởi vậy đình trưởng đặc biệt chú ý đến Hàn Tín và thường mời ông tới nhà dùng cơm. Nhưng vợ của đình trưởng lại tỏ ra không mấy thoải mái, dần ra bà sinh lòng chán ghét bèn nghĩ cách đuổi ông đi. Bà cho mọi người ăn sáng sớm và yêu cầu người nhà nhanh chóng đem nồi niêu bát đĩa thu dọn sạch sẽ. Hôm ấy như thường lệ, Hàn Tín đến nhà đình trưởng đúng giờ, nhưng chờ đợi ông là một chiếc bàn trống trơn, ngay cả một chút cơm thừa canh cạn cũng không còn. Kể từ đó, ông không còn đặt chân tới nhà đình trưởng thêm lần nào nữa. Hai câu thành ngữ, Xương Đình chi khách và Xương Đình lữ thực, nghĩa là làm khách nhà Xương Đình, đều ra đời từ đây. Ngoài việc học hành, mỗi khi rảnh rỗi Hàn Tín thường ra sông buông câu. Có một bà lão thường đem quần áo ra sông giặt. Người đời sau gọi bà là phiêu mẫu, rất cảm thông với cảnh ngộ của Hàn Tín nên thường chia đồ ăn của mình cho ông. Hàn Tín vô cùng cảm kích, thề rằng sẽ báo đáp ân tình của bà lão. Sau này khi Hàn Tín áo gấm hồi hương, quả nhiên đã biếu tặng phiêu mẫu rất nhiều bạc tiền để báo đáp ân nghĩa năm xưa. Thành ngữ, nhất vạn thiên kim, bát cơm ngàn vàng, cũng từ đây mà ra, ý tứ là nhận một giọt ân huệ sẽ báo đáp bằng cả một dòng. Những ghi chép đầu tiên về Hàn Tín là Hoài Âm Hầu Liệt Truyện, trong Sử Ký, kể rằng thuở thiếu thời Hàn Tín là một kẻ ăn không mùi rồi. Thực ra, Hàn Tín có tham vọng thống nhất thiên hạ, bình định Giang Sơn. Nhà Hán học Vương Minh Thịnh của triều đại nhà Thanh đã viết trong quyển 5 của Thập Thất Sử Thương Các, lúc Hàn Tín chịu nhục sống nương nhờ, dựa trên những tri thức thường ngày, qua thời gian dài nghiền ngẫm tỉ mỉ, ông đã tìm ra cách để chiến tất thắng, công tất thủ, ngay cả khi phải đối mặt với hàng trăm vạn quân sĩ. Ông không chỉ thuộc lò binh thư mà còn am hiểu tường tận về nhiều lĩnh vực như thiên văn địa lý, quy định pháp luật cũng như quân sự thường thức, không gì là không minh tỏ. Ngoài việc thuộc các điển cố trong lịch sử như Bắc Lý Hề phò trợ Tần Xưng Bá, Hàn Tín còn biên soạn binh thư, chỉnh lý các điều lệnh pháp luật trong quân đội, minh chứng rằng ông có kiến thức phong phú, học thức uyên bác, tuyệt nhiên không phải là một kẻ du tù du thực. Lúc Hàn Tín chưa thành danh có một điển cố nổi tiếng gắn liền với ông, gọi là chịu nhục chui háng. Dù rằng khi đó Hàn Tín thiếu cơm thiếu áo, nhưng với chí khí cao xa, khát vọng to lớn, ông thường đeo bên mình một thanh bảo kiếm. Trong thành Hoài Âm có kẻ vô lại là con trai của một đồ tể, cậu ta muốn làm nhục Hàn Tín nên đã chặn đường ông ở trên một con phố náo nhiệt và nói: "Người đeo bảo kiếm làm gì? Đeo bảo kiếm thế có dám sát nhân không? Dám sát nhân thì hãy chặt đầu ta đi, còn không thì hãy trôi qua háng ta." Đối mặt với lời khiêu khích bất ngờ này, Hàn Tín điềm tĩnh nhìn thẳng vào đối phương một hồi lâu mà không chút sợ hãi. Cuối cùng, ông thản nhiên cúi người trôi qua háng của kẻ vô lại kia. Đại tông sư văn học Tô Tức trong Hoài Âm Hầu Miếu Ký đã miêu tả cảnh giới không ngại danh tiếng bị vấy bẩn để nuôi chí lớn anh hùng của Hàn Tín thời niên thiếu. Ứng Long là thần bởi giỏi biến hóa, biết lúc nào nên duỗi. Mùa hạ bay lên trời, tựa như một linh vật, đông đến lại nằm cuộn tròn trong bùn nhơ để tránh tai họa. Tướng quân chính là cam chịu danh tiếng bản thân bị ô nhục, để ở ẩn che giấu tài năng, chí hướng như chim tước cất cánh, như báo vươn mình.
được phong Sở Vương, báo đáp ơn Phiêu Mẫu, ôm Nô Lược Bá Vương, nuôi hoài bão to lớn của bậc anh hùng. Hoài bão bình định thiên hạ bốn phương, chí hướng to lớn không gì sánh bằng, bởi vậy mà chịu nhục chui háng. Người thản nhiên chịu nhục chui háng có thể chia thành hai kiểu người, một là người tinh thần sa sút, thích an phận, thường gọi là kẻ nhát gan, còn một là người có chí hướng vô cùng cao xa, biết co biết duỗi, tùy cơ ứng biến, là người vì mang sứ mệnh to lớn mà nhẫn nhục. Thời xưa, được gọi là anh hùng hào kiệt chắc chắn phải là bậc có khí tiết hơn người, có thể nhẫn điều mà người thường không thể nhẫn. Thất phu một khi bị sỉ nhục, liền không chịu nổi rút kiếm ra giao đấu, đây không phải là hành động dũng cảm. Bậc đại dũng trong thiên hạ, khi gặp chuyện bất ngờ sẽ không hoang mang sợ hãi, không vô cớ nổi giận. Làm được vậy là do người đó có hoài bão vô cùng to lớn, chí hướng cao xa. Trích đoạn văn chú thích về sự hoàn mỹ của hành động, chịu nhục chui háng, của Hàn Tín trong Lưu Hầu Truyện của Tô Thức. Người đời cho rằng việc Hàn Tín chịu nhục chui háng là thể hiện cho tâm thái của bậc vĩ nhân. Tại nơi xảy ra sự việc này năm đó, người Hoài Âm đã xây dựng một cây cầu đặt tên là Phố Hạ Kiều, nghĩa là cầu chui háng, để tưởng nhớ Hàn Tín, bậc anh hùng có hoài bão vô cùng to lớn, tấm lòng khoan dung độ lượng, kiến thức sâu rộng mà những kẻ tiểu nhân không thể so bì. Cuối thời Chiến Quốc, nhà Tần lên nắm quyền và thống nhất Trung Hoa, chấm dứt cục diện cát cứ chia rẽ của các chư hầu. Vào năm thứ 37 tại vị, Tần Thủy Hoàng đã đột ngột từ trần ở Xa Khâu khi đang trên đường đi tuần. Tần Thủy Hoàng đã di chiếu cho công tử Phù Tô là người chủ trì tang lễ, thừa kế ngai vàng. Nhưng thái giám Triệu Cao là người quản lý chiếu thư, đã cấu kết với thừa tướng Lý Tư giả mạo chỉ dụ của vua ban chết cho Phù Tô, hòng lập thiếu tử Hồ Hợi lên làm hoàng đế, tức Tần Nhị Thế. Sau khi lên ngôi, Tần Nhị Thế đã lạm sát các cựu thần và người trong hoàng thất, cơ nghiệp đế quốc mà Tần Thủy Hoàng vất vả gây dựng đã bắt đầu lung lay. Vào năm thứ nhất của Tần Nhị Thế, năm 210 trước công nguyên, Trần Thắng, Ngô Quảng đã dẫn 900 dân binh ở làng Đại Trạch nổi dậy, trảm mộc vi binh, yết can vi kỳ, thách thức sự thống trị của Nhị Thế. Họ thành lập chính quyền trên đất Trần, lấy quốc hiệu là Sở, cũng gọi là Trương Sở. Nhân sĩ phản Tần khắp nơi thừa thế nổi dậy, liên tiếp xây dựng lực lượng riêng, phút chốc đã quần hùng cát cứ, liên tiếp lửa hiệu cấp báo, dường như khi thế chiến tranh quyết liệt giữa các nước chư hầu thời Chiến Quốc đã quay trở lại. Trong số quần hùng, Hàn Tín để mắt tới chú cháu Hạng Lương, Hạng Vũ với thân thế hiền hách, binh cường tướng mạnh. Hạng Lương là con của danh tướng nước Sở Hạc Yên, vì sát nhân nên phải trốn chạy đến Ngô Trung để tránh báo thù. Tại đây Hạng Lương rất có uy tín, các hiền sĩ đại phu đều nguyện dưới trướng ông. Hạng Lương tận dụng ưu thế đó âm thầm chiêu binh mãi mã, tạo vây cánh. Sau khi Trần Thắng và Ngô Quảng khởi binh được 2 tháng, chú cháu Hạng Lương dẫn theo 8.000 quân hưởng ứng, từ Giang Đông vượt sông tiến đến, dọc đường đã thu nạp thêm Trần Anh, Anh Bố, Lữ Thần, Bổ Tướng Quân và các thuộc hạ, còn chiếm cứ được Bành Thành ở phía đông quận Tần Gia. Trong quá trình này, cả Lưu Bang và Hàn Tín cũng đều gia nhập vào đội ngũ của Hạng Lương. Không lâu sau Ngô Quảng bị thuộc hạ sát hại. Tháng 12 năm đó, tướng quân Trương Hàm của nhà Tần đã dẫn quân công phá đất Trần, Trần Thắng bị phu xe giết chết, nước Trương Sở bị diệt vong. Nghe theo kiến nghị của Phạm Tăng, Hạng Lương bèn tôn Hùng Tâm là cháu của Sở Hoài Vương lên làm vương, còn bản thân tự xưng là Vũ Tín Quân. Sau khi đánh bại quân Trương Sở, Trương Hàm đã dẫn binh tấn công nước Ngụy, Ngụy Vương cầu cứu nước Tề. Tiếp đó Trương Hàm lại đánh bại liên quân Tề Sở một cách thê thảm, truy kích tướng Tề Điền Vinh về tận Đông A. Hạng Lương hay tin Điền Vinh nguy cấp, lập tức dẫn viện binh ứng cứu, đánh phá quân Tần. Trương Hàm thua chạy về Mạn Tây, Hạng Lương dẫn binh truy kích và đánh bại Trương Hàm ở Bộc Dương, cuối cùng truy đuổi đến Định Đảo. Ở hướng khác, Hạng Vũ, Lưu Bang đại chiến với quân Tần tại Ung Khâu và giành đại thắng, trảm sát tướng Lý Do của nước Tần. Quân Tần liên tiếp bại trận, Trương Hàm điều động đến 10 vạn đại quân bổ sung binh lực. Hạng Lương vì thắng nên kiêu, với sự việc này không mảy may đếm xỉa. Hàn Tín đoán được mối nguy, nhưng bởi địa vị thấp kém, không có cơ hội cất lời khuyên can. Mưu sĩ của Hạng Lương là Tống Nghĩa cũng nhìn thấy nguy hiểm tiềm ẩn, can gián Hạng Lương phòng bị quân Tần bất ngờ tập kích, nhưng Hạng Lương lại không nghĩ vậy. Với tinh thần vô cùng phấn chấn, quân Tần thừa cơ Hạng Lương lơ là phòng thủ đã bất ngờ tập kích, tiêu diệt đại bộ phận quân chủ lực của Hạng Lương, bản thân Hạng Lương cũng từ trận. Sau khi Hạng Lương chết, Hạng Vũ lên thống lĩnh quân đội. Hạng Vũ thân cao hơn 8 thước, sức nâng đỉnh ngàn cân, là một vị tướng quân võ dũng nổi tiếng nhất trong lịch sử, được người đời sau ca ngợi là Vũ Chi Thần Dũng, Thiên Cổ Vô Nhị, nghĩa là vị tướng dũng mạnh như thần, không có người thứ hai. Thời niên thiếu, khi Hạng Vũ thấy Tần Thủy Hoàng đi tuần với dáng vẻ oai nghiêm vạn người kính ngưỡng, ông liền tự mãn nói với Hạng Lương, có thể thay người đó được. Hạng Vũ thấy Hàn Tín cao lớn, anh tuấn uy vũ, liền bổ nhiệm ông làm võ quan thị vệ chấp Kích Lang, bởi vậy Hàn Tín có cơ hội tiếp xúc gần với Hạng Vũ. Sau đại chiến Định Đào, lo sợ tinh thần quân Sở sa sút, Sở Hoài Vương bèn lệnh cho Hạng Vũ dẫn quân rút về Bành Thành để có căn cứ tiến lui. Trương Hàm thấy nhất thời khó giành phần thắng, liền chuyển hướng tiến đánh nước Triệu ở phía bắc.
khi Triệu Vương nguy khốn bị bao vây ở Cự Lộc, cầu viện trợ từ các nước chư hầu. Nước Tề và nước Yến đều phái viện quân, đại tướng Trần Dư của nước Triệu và Trương Ngao của nước Đại đã dẫn quân đến, quân chư hầu dẫn quân tới cứu Cự Lộc đóng tới 10 doanh lũy mà đều không dám xuất binh. Theo sử ký, Hạng Vũ bàn kỳ. Tuy nhiên, dưới ánh mắt trừng trừng thị uy của quân Trương Hàm, không ai dám khai chiến với quân Tần. Vào mùa đông năm thứ 3 Tần nhị thế, Sở Hoài Vương cũng phái hai lộ viện binh, một lộ quân do Tống Nghĩa làm thượng tướng quân, Hạng Vũ làm phó tướng, dẫn 5 vạn quân đi cứu viện nước Triệu, một lộ do Lưu Bang làm tướng tiến đánh Hàm Dương và giao ước rằng ai lấy được Quan Trung trước thì sẽ làm vương. Sau khi Tống Nghĩa đến được An Dương, ngưng lại 46 ngày không đi, ý đồ ngồi xem Tần Triệu giao đấu, còn mình làm ngư ông đắc lợi. Không có viện quân, nước Triệu chắc chắn không thể địch lại Trương Hàm. Nếu Trương Hàm giải quyết xong nước Triệu, thì mục tiêu kế tiếp sẽ là Tân bại quốc nước Sở. Lúc này An Dương trời mưa lớn, giá rét, quân Sở thiếu lương thực, binh lính vừa đói vừa rét, chỉ hoãn nữa thì ắt sẽ xảy ra đại biến. Hạng Vũ nhiều lần khuyên Giàn Bắc tiến cứu Triệu, nhưng đều bị Tống Nghĩa gạt đi, hơn nữa còn hạ lệnh trong quân binh ai không tuân lệnh thì chém. Cùng đường, Hạng Vũ vạn bất đắc dĩ phải giết Tống Nghĩa, tự đảm nhiệm chức thượng tướng quân. Sở Hoài Vương ở xa ngoài tầm với, đành phải chấp thuận. Số lượng quân Sở kém xa quân Tần, các lộ quân cứu viện lại sợ thanh thế của quân Tần, xây trại tự thủ đứng ngoài cuộc. Hạng Vũ chỉ còn cách một mình tác chiến. Hạng Vũ bình tĩnh hành động, trước hết phái anh bố dẫn 2 vạn quân Sở chặn đứt con đường tiếp ứng giữa Trương Hàm và phần còn lại của quân Tần, sau đó tự mình dẫn 3 vạn binh sĩ qua sông. Sau đó, làm đắm thuyền, đập vỡ nồi, đốt nhà cửa, chỉ mang lương thực ăn trong 3 ngày, dù toàn bộ binh sĩ tử trận cũng không thay lòng đổi dạ. Theo sử ký Hạng Vũ bàn kỳ, bởi không còn đường lui, binh sĩ chỉ còn cách liều chết một phen, và thành ngữ, đập nồi dìm thuyền, ra đời từ đây. Vừa đến Cự Lộc, quân Sở nhanh như chớp bao vây quân Tần, toàn quân lấy 1 địch 10, Hạng Vũ tiên phong ra trận làm gương, dũng cảm đi đầu chém giết, tiếng hét của Hạng Vũ kinh động cả đất trời, theo Tiền Hán ký. Quân Sở càng chiến đấu càng dũng mãnh, đánh cho quân Tần kinh hồn bạt vía, cuối cùng, quân Sở tiến đánh 9 trận, thắng 9 trận. Tướng Tô Giác của Tần tử trận, Vương Ly bị bắt làm tù binh, thiệp gian không chịu hàng đã tự thiêu. Quân tiếp viện của chư hầu ở bên đứng xem giữ người kinh ngạc, mãi đến khi quân Tần tháo chạy mới dám ra khỏi doanh trại trợ chiến, giải vây Cự Lộc. Với sự áp sát từng bước của Hạng Vũ, Trương Hàm liên tiếp bại trận tháo chạy. Cuối cùng, đến tháng 7 năm Tần nhị thế 3, Trương Hàm đã dẫn theo 20 vạn quân lính đầu hàng Hạng Vũ tại Ân Khư. Quân chủ lực của Tần tuyên bố tan rã, như vậy, một quân đội hùng mạnh từng tiêu diệt Lục Quốc, đánh bại Hung Nô, giờ đã tan thành mây khói. Sau khi chiến tranh kết thúc, Hạng Vũ triệu kiến các tướng lĩnh chư hầu, các tướng đều quỳ gối mà tiến vào, không ai dám ngẩng đầu ngước nhìn. Triệu Vương cũng đến bái kiến, quỳ tạ Hạng Vũ đã cứu nguy. Hạng Vũ được lập làm thượng tướng quân của các nước chư hầu, làm thống soái quân đội của các lộ chư hầu. Hạng Vũ đã cho thế giới thấy tài năng bất phàm của một người anh hùng hào kiệt. Tài năng vượt trội của ông đã khiến tất cả võ tướng trên sa trường lúc bấy giờ trở nên mờ nhạt, đồng thời cũng viết lên một câu chuyện thần thoại bất hủ cho lịch sử Trung Quốc. Hạng Vũ sau khi giải quyết xong quân chủ lực của Tần đã trở thành thượng tướng quân của các chư hầu, nhưng ông không phải là người tiên phong tiến công đánh hạ đô thành Hàm Dương của nước Tần, mà là Lưu Bang. Lưu Bang xuất thân là một thường dân ở Trung Dương, ấp Phong, quận Bái. Năm 48 tuổi ông khởi binh tại huyện Bái, nên được tôn là Bái Công. Thời trẻ, ông cả ngày nhàn rỗi rong chơi, không có công việc đàng hoàng, bạn bè xung quanh cũng là những người du tù du thực giống như ông. Ngoài ra ông còn là người hào phóng, biết lấy lòng người, cho nên có quan hệ rộng, sau này trở thành đình trưởng của Tứ Thủy. Lưu Bang không thích đọc sách, trong lòng cũng xem thường những người đọc sách. Trong sách sử có ghi, có nho sinh đến cầu kiến, Lưu Bang liền tháo mũ của anh ta xuống và tiểu vào đó, còn chửi bới ầm ĩ. Năm đó, khi Lệ Thực Kỳ đến cầu kiến, môn nhân nói là một học trò, Lưu Bang từ chối không gặp. Cuối cùng Lệ Thực Kỳ tự xưng là Sâu Rượu, Cao Dương, Lưu Bang liền vội vàng mời anh ta vào và vui vẻ tiếp đãi. Ông ta rất biết dùng thủ đoạn mưu quyền, tùy cơ ứng biến, lựa gió bỏ buồm, biết cách kiểm soát thuộc hạ có năng lực hơn mình, nên dưới trướng ông ta có không ít hiền sĩ tài năng, do đó, ông ta cũng có tài hơn người ở chỗ hớt tay trên thành quả của người khác. Trong khi Hạng Vũ đang giao chiến kịch liệt với quân Tần, ở nơi chiến trường nguy hiểm nhất phá vòng vây của địch, thì Lưu Bang lại dẫn quân xông vào Quan Trung. Lúc đó Triệu Cao đã giết chết Tần nhị thế, loại bỏ đế hiệu nhà Tần, sau đó Tử Anh lại giết Triệu Cao, xưng là Tần Vương. Lưu Bang tấn công Hàm Dương, Tử Anh không có khả năng kháng cự, vì vậy đã cho làm xe bạch mã, treo cờ rủ 2 bên đường, tự tay bưng ngọc tỷ phù tiết của hoàng đế xin hàng Lưu Bang, đến đây triều Tần diệt vong. Lưu Bang tiến vào thành Hàm Dương, nhìn thấy sự hoành tráng mỹ lệ của cung Hàm Dương và những thứ chuyên dụng của hoàng đế màn trướng, xe ngựa, báu vật và phụ nữ, kinh ngạc ngắm nhìn, quyến luyến không muốn buông tay, tính nghỉ ngơi trong hoàng cung nghỉ ngơi.
Phản Khoái và Trương Lương thay nhau tận sức khuyên giải, cuối cùng đã thuyết phục được Lưu Bang phong bế hoàng cung và phủ Khố, dẫn quân đến Bá Thượng đồn trú. Đồng thời theo kiến nghị của Tiêu Hà làm ra Ước Pháp Tam Chương, giết người phải đền mạng, đả thương người và trộm cắp phải đền tội, đồng thời phế trừ luật pháp nhà Tần, còn các phương diện khác vẫn giữ nguyên như cũ. Người Tần mừng rỡ, tranh nhau mang dê bò rượu thịt dâng tặng thiết đãi quân sĩ. Theo sử ký Cao Tổ Bản Kỳ, Hạng Vũ đang chính diện tác chiến, vào sinh ra tử, nhưng thắng lợi lớn nhất lại bị Lưu Bang dễ dàng hất tay trên. Bởi căm phẫn cực độ, nên sau đại chiến Cự Lộc, Hạng Vũ lập tức dẫn theo 40 vạn quân binh trùng trùng áp sát đánh tới Quan Trung, trú đóng ở Hồng Môn bên ngoài thành Hàm Dương. Mưu sĩ Phạm Tăng Hiến Kế nói rằng Lưu Bang lúc ở Quan Đông thì tham tiền háo sắc, lần này lại không lấy tài vật, không liên ái mỹ nữ, xem ra dã tâm không nhỏ, nên sớm trừ khử. Quan Tả Tư Mã của Lưu Bang là Tào Vô Thương cũng phái người báo tin chứng thực dã tâm xương vương của Lưu Bang. Hạng Vũ lập tức hạ lệnh sáng sớm hôm sau sẽ tiến công. Toàn bộ binh lực của Lưu Bang chỉ có 10 vạn, lực chiến đấu lại kém xa quân Sở. Nếu như hai quân đối đầu, không đánh cũng tự rõ kết quả. Chú của Hạng Vũ là Hạng Bá vì báo đáp ơn cứu mạng của Trương Lương, đã cưỡi ngựa suốt đêm đến Bá Thượng để báo tin cho Trương Lương. Trương Lương không muốn một mình chạy thoát thân, liền lập tức cấp báo Lưu Bang. Lưu Bang nghe xong vô cùng kinh hãi, mặt biến sắc, chân tay luống cuống. Với tương quan lực lượng quá chênh lệch như vậy, nhận mình là kẻ yếu xin tha là thượng sách. Vì vậy, sau khi Lưu Bang và Trương Lương bàn bạc sơ qua, bèn lập tức triệu mời Hạng Bá vào quân chứng kính rượu hàn huyên, gắng sức lôi kéo, còn hứa gả con gái của mình cho con trai của Hạng Bá, kết làm thông gia. Nhân lúc hai bên đang trò chuyện vui vẻ, Lưu Bang bộc bạch rằng bản thân không hề có dã tâm xưng vương, tất cả những gì mình làm khi tiến vào Quan Trung đều là để chuẩn bị cho Hạng Vũ nhập quan. Hạng Bá nhận lời sẽ nói giúp Lưu Bang với Hạng Vũ, và dặn dò Lưu Bang ngày hôm sau hãy đích thân đến cảm tạ Hạng Vũ. Hạng Vũ nắm trong tay lực lượng quân đội hùng hậu, xem thường thiên hạ, vốn cũng không để mắt tới Lưu Bang, lại thêm Hạng Bá khua môi múa mép, chỉ vài ba câu đã bị thuyết phục, liền bỏ kế hoạch tấn công Bá Thượng. Ngày hôm sau, Lưu Bang dẫn theo Trương Lương và đại tướng Phản Khoái đích thân đến Hồng Môn, tỏ ý rằng bản thân chỉ đang chân giữ Hàm Dương, chờ Hạng Vũ đến xưng vương. Hạng Vũ tin tưởng Lưu Bang, cho bày yến tiệc thiết đãi Lưu Bang. Phạm Tăng, người được Hạng Vũ gọi là Á Phụ, cha nuôi, vẫn luôn cho rằng Lưu Bang là mầm đại họa, một mực kiên trì thỉnh cầu Hạng Vũ tại yến tiệc hãy giết Lưu Bang, để nhổ cỏ tận gốc, tiệt trừ hậu họa. Bữa tiệc bốn bề ngập tràn sát khí này chính là bữa tiệc Hồng Môn Yến, nổi tiếng trong lịch sử. Trong bữa tiệc, Phạm Tăng ngồi bên cạnh Hạng Vũ, vài lần ra ám hiệu cho Hạng Vũ động thủ giết Lưu Bang, nhưng Hạng Vũ lại vờ như không thấy. Phạm Tăng sai đại tướng Hạng Trang đến trước bàn rượu mua kiếm góp vui, muốn lựa cơ hội ám sát Lưu Bang. Hạng Bá cũng nhanh chóng rút kiếm múa theo, dùng thân mình che cho Lưu Bang, Hạng Trang không sao ra tay. Thấy tình thế cấp bách, Trương Lương vội vàng ra ngoài gọi Phản Khoái. Phản Khoái khi xưa từng mưu sinh bằng nghề giết chó, ông ta là bộ hạ dũng mạnh nhất dưới trướng Lưu Bang. Vừa nghe Lưu Bang gặp nạn, Phản Khoái liền cầm khiên và kiếm xông thẳng vào quân trướng. Binh sĩ canh phòng muốn ngăn lại, nhưng bị Phản Khoái dùng khiên xô một cái, tất cả ngã nhào ra đất. Phản Khoái vén màn che, trừng mắt nhìn Hạng Vũ, giận đến tóc tai dựng ngược, đôi mắt như muốn rách ra, quát mắng Hạng Vũ. Lưu Bang cộng hạ được Hàm Dương, không hề chiếm đất xương vương, mà quay về Bá Thượng đợi đại vương tới. Một người có công như vậy, ngài không những không phong thưởng, lại còn tin lời tiểu nhân, muốn sát hại huynh đệ của mình. Hạng Vũ nghe vậy trong tâm thấy hổ thẹn. Lưu Bang thừa cơ giả vờ đi vệ sinh, dẫn theo tùy tùng chạy về quân doanh ở Bá Thượng. Mưu sĩ Phạm Tăng thấy Hạng Vũ thiếu quyết đoán thả Lưu Bang chạy thoát, nên vừa căm phẫn vừa tuyệt vọng, thở dài than vãn, ôi! Tên tiểu tử này không thể cùng bàn mưu đại sự, người đoạt thiên hạ của Hạng Vương tất là bái công. Chúng ta rồi sẽ bị bắt làm tù binh. Lưu Bang sau khi quay trở về doanh trại liền lập tức xử tử Tào Vô Thương. Hồng Môn Yến sau này trở thành một danh từ chỉ một bữa tiệc mà chủ nhân của nó không có ý tốt, và đây cũng là sự tích của thành ngữ Hạng Trang Vũ Kiếm, ý tại bái công. Trong Hồng Môn Yến, vai trò lớn nhất trong việc cứu mạng Lưu Bang có Hạng Bá và nhất là Phản Khoái, khi họ phản xông thẳng vào trong yến tỏ uy vũ và tìm cách thuyết phục Hạng Vũ tha cho Lưu Bang. Còn một người nữa đóng vai trò chủ chốt trong sự kiện Hồng Môn Yến, không có người này Lưu Bang đã không thể sống sót mà trở về quân doanh của mình. Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng người đó chính là Hàn Tín. 300 binh sĩ vũ trang đầy đủ ngoài doanh, chưa kể đến 28 vệ sĩ khác ở trong. Phản Khoái làm sao có thể tự tiện xông vào chứ? Ông ta nếu thật có bản lĩnh như thế, thì Hạng Vũ đã bại dưới Lưu Bang từ lâu rồi. Ghi chép bảo rằng, Phản Khoái và Trương Lương xuất lãnh 100 binh sĩ hộ tống bệ hạ tới Hồng Môn Yến. Ngay khi vào doanh trại đã phải nộp lại binh khí. Vậy mà khi Phản Khoái xông vào thì tay hắn cầm khiên. Thế khiên đó ở đâu mà ra? Tại Hồng Môn Yến, các kiếm sĩ đã cố giết Lưu Bang. Trương Lương ra cầu cứu, vượt qua 300 binh sĩ cùng Phản Khoái mà không gặp trở ngại nào. Sao có thể chứ? Kiếm sĩ muốn giết Lưu Bang, trong tay có kiếm, chắc chắn không sai.
Nhưng Hạng Bá cũng dùng kiếm bảo hộ Lưu Bang, đó là điều chúng ta không hiểu. Đó là một buổi yến tiệc, không ai được phép mang binh khí. Thế kiếm Hạng Bá ở đâu mà ra? Ở Hồng Môn Yến, có người đã bí mật bảo vệ Lưu Bang. Người đó chính là quan chức Kích Lang của Hạng Vũ, Hàn Tín. Chúng tôi xin kết thúc bài chia sẻ của mình tại đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành ra thời gian quý giá để lắng nghe bài chia sẻ này. Xin kính chúc quý thính giả cùng gia đình luôn luôn hạnh phúc, thành công và bình an trong cuộc sống.